Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt cái tựa game rất là nổi thời điểm hiện tại, có tên đó là Ring of Elysium, được chưa nào? Đây là một tựa game có lối chơi giống với cả PlayerUnknown's Battlegrounds và đặc biệt là nó miễn phí. Thì để download cái tựa game này thì chúng ta sẽ cần phải làm một vài công đoạn. Thì ở đây bạn có thể thấy đó là Ring of Elysium thì chặn IP Việt Nam, đúng không? Trên cả Garena lẫn cả trên cả cái Steam luôn. Thì hiện tại cái Ring of Elysium này nó đã phát hành cái bản chính thức trên Steam rồi. Còn trước đây cái thời gian gần đây mà các bạn xem những video các bạn coi được cách đó là download trên Garena ấy, thì bây giờ không còn được nữa. Bởi vì cái bản thử nghiệm trên Garena đã đóng cửa rồi và nó sắp tới nó sẽ ra cái bản chính thức trên Garena ấy. Thì ngày nào thì mình không biết, nhưng mà thời điểm hiện tại thì chúng ta không chơi được trên Garena nữa nhá. Và một đặc điểm chung nữa đó là cả Steam và cả Garena đều chặn IP của chúng ta với cái trò chơi đó là Ring of Elysium này. Cái server chủ của Tencent ấy họ chặn đúng không nhỉ? Game của Tencent đúng không ta? Chỉ biết là cái chủ bản quyền của cái tựa game Ring of Elysium đấy, họ quyết định đó là không cho Việt Nam chơi, được chưa nào? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái thủ thuật nhỏ nhỏ để có thể chơi được cái tựa game này. Đầu tiên là trên Steam trước nhá. Bởi vì đương nhiên rồi, bây giờ nó chỉ phát hành trên Steam thôi mà, nó còn phát hành trên Garena nữa đúng không nào? Thì để download game trên Steam ấy, thì các bạn thấy đây, đó là thậm chí nó chặn luôn cả trang web này, chúng ta không thể nào vào trang web của Ring of Elysium trên Steam rồi. Cái trang cửa hàng ấy, thế nào? Thì trước mắt mình sẽ download cái Hola nhá. Đó là cái fake IP của cái trình duyệt. Cái này nó chỉ giúp chúng ta fake IP của trình duyệt thôi nhá các bạn. Nghĩa là nó chỉ cho phép chúng ta vào trong cái trang của Ring of Elysium trên Steam thôi, chứ nó không có cho phép chúng ta đó là download nó về đâu. Cho nên các bạn đừng hiểu nhầm nhá. Thì đây, bây giờ mình sẽ ấn vào cái đây và chọn Hoa Kỳ. Edit, edit. Và download lại. Sau đó thì ấn backpack F5. Đó, nó chỉ play được trang web của cái Steam thôi, của cái trang Steam thôi. Còn nếu mà các bạn muốn download game ấy, thì các bạn bắt buộc phải play IP của cái của nguyên cái đường mạng các bạn luôn. Bởi vì chúng ta download game là download game bằng cái platform Steam, chứ không phải download bằng cái web Steam này, chưa nào. Đây, thì đây là trang Ring of Elysium trên Steam. Thì các bạn có thấy game của nó đương nhiên rồi, rất hấp dẫn đúng không? Đã thế là còn miễn phí nữa. Đây, play for free này. Nhưng mà nếu các bạn ấn vào download đây, nó bắt buộc các bạn phải chạy cái Steam lên, nó sẽ xác định cái IP của chúng ta. Và đây, như các bạn thấy, trên platform của Steam thì chúng ta không vào được luôn. Vậy thì không thể download được từ cái platform Steam này thì làm sao mà chơi được, đúng không? Thì để download ấy, bây giờ thì chúng ta sẽ phải fake IP. Thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Thì ở đây mình có để một cái phần mềm đó là VPN Gateway, chứ nào. Đây là phần mềm giúp chúng ta fake IP. Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. Các bạn download nó về nhá. Chỉ có 53 KB rồi. Thì các bạn hãy download nó về nhá. Giải nén phát 1 đúng không nào? Sau đó chúng ta mở lên. Ở đây thì các bạn chạy cái VPN gây được chưa nào? Cái gì đó đây này, nói chung là application nhá. Chạy lên. Chứ phải open. Để nó cài đặt. Ở đây thì chúng ta ấn next. Rồi chỗ này thì các bạn tích chọn vào cái software VPN clear, chưa nào? Rồi ấn next. Ở đây các bạn I agree. Next. Next. Cho nó cài cài đâu nhỉ? Thôi cài hồ sơ nhé. Hay là thích cài chỗ khác thì ấn vào space on directory rồi ấn chọn được chưa nào? Thôi thì mình cài nó vào ổ D nhé. Cài vào ổ C thì mình không thích lắm. D vào Firefox chưa nào? Nó sẽ tự động tạo một phần đồ đó là software VPN cleaner. Rồi sau đó thì ấn next. Rồi ấn next cho nó tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy mở cái software VPN Cleaner Manager nhá. Đây là nó sẽ như thế này này, như đây, các bạn mở lên. Đó. Thì ở đây các bạn ở được phần VPN gây public VPN web play server nào. Các bạn mở lên. Ở đây thì mình khuyên các bạn đó là lên chọn server của Japan hoặc là của Thái Lan nhá. Mình khuyên các bạn nên ưu tiên cái server của Japan luôn, được chưa nào? Thì các bạn ấn vào cái phần region này. Click vào nó một cái. Nó sắp xếp theo chữ theo chữ cái cho chúng ta tìm cái Japan rất là dễ. Kéo xuống đây Japan một đống này, chưa nào, bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ chọn được một cái Japan. Thì ở đây làm thế nào để chọn cái nào cho đúng này ấy? Chúng ta sẽ ưu tiên hai cái hệ số đó là lên speed và ping, chưa nào. Thì với cái server Japan mà các bạn thấy đúng không, thì các bạn chọn cái lên speed càng cao càng tốt và cái ping thì nó càng thấp càng tốt, chưa nào. Như vậy cái này là lên speed 24 này, ping 24 này, nhưng mình sẽ ưu tiên cái này, cái 125 lên speed và ping là 3.3, chưa nào. Cái hệ số lên speed càng cao càng tốt, ping thì càng thấp càng tốt, nhớ nhá. Thì để kết nối với cả cái server IP đấy thì chúng ta ấn vào nó rồi ấn connect to the VPN server, rồi tiến hành kết nối.
nó mà lâu lâu như này có nghĩa là nó có vấn đề đấy. Đây, nó hiện ra cái lỗi này là nó không kết nối được rồi, connect error rồi, chưa nào. Thì các bạn hãy cancel connect nhá, rồi chúng ta kiếm cái server Japan khác thôi, có gì đâu, đúng rồi, chẳng có gì đó khó khăn cả. Cách nữa đây là cái thằng này này, cái đây không thèm chọn nó nữa, mình sẽ chọn cái này nhá, cái 179 lên tick và ping là 16, connect to VPN server. Nó sẽ yêu cầu chúng ta tạo một cái VPN trong cái what the fuck cái gì nhỉ, đây cái này nó sẽ tạo một cái, đây nó sẽ tạo một cái VPN trong cái phần network connection chúng ta nhá. Đây là cái VPN đây này, đây thì ở đây các bạn ok thôi, các bạn chọn là phần recommend nhá, Quoted TPC protocol này, TCP này, ok đó, và nó kết nối được luôn. Đây các bạn thấy không, nó hiện cái vừa rồi ra và nó hiện cái bảng VPN gây connection ở đây, có nghĩa là nó kết nối được rồi này, thế nào kết nối được rồi nó mới có cái này nhá. Đó thì bây giờ đơn giản thôi, đóng nó xuống, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đó là cài đặt cái game này trên Steam. Thế nào, à, mình đăng nhập Steam nhá, mở web lên, Ring of Elysium. À, Ring of Elysium rồi. Đây rồi. Đây, trang web của Ring of Elysium đây. Thì ở đây các bạn đó, mật khẩu là còn sai đó, what the fuck. Mình đi nhập vào Steam nhá. Ừ, các bạn được rồi đấy. Đây mình nhập vào Steam rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại cái trang này. Ở đây mình ấn vào phần play game nhá. Nghĩa là tiến hành download đấy. Play game này. Rồi, yes, Steam installed. Rồi mở lên bootstrap. Đây nó hiện thẳng cái bảng này, chúng ta thành công rồi. Thế nào, nó hiện ra cái bảng tiến hành download luôn rồi. Còn nếu mà nó không hiện ra ấy, và nó nói chung là nó không hiện cái bảng này ra ấy, thì đơn giản thôi, các bạn hãy kết nối lại cái VPN nhé. Đây này, đi connect cái đi, sau đó mở lại cái này, kiếm một cái server Japan khác. Rồi à, mình sẽ lấy cái này nhá. Ok, này kết nối rồi, và kết nối thành công. Rồi bây giờ các bạn quay lại trang web làm lại bước vừa rồi, và lấy game. Rồi mở về bootstrap. Đó là kiểu gì nó cũng sẽ ra được cái này, chắc chắn luôn, không thể nào mà không ra được. Thì đơn giản thôi, bây giờ mọi thứ quá dễ đúng không, rồi chọn vị trí chúng ta lưu cái game Ring of Elysium lại thôi, rồi next cho nó tiến hành bắt đầu cài đặt game đúng không. Rồi à, bắt đầu cài đặt này các bạn. Đây này, thì ở đây mình có một cái thủ thuật nhỏ nhỏ cho các bạn. Như các bạn đã biết ấy, thì nếu các bạn mà làm gì nhỉ, what the fuck, quên rồi, Face IP ấy, để mà download bất cứ một thứ gì đó ấy, thì chắc chắn là tốc độ của bạn sẽ bị rất là chậm, thường thì sẽ là chậm, cho dù có nhanh đến mấy thì nó cũng không bao giờ nhanh hơn cái tốc độ mạng thật của các bạn cả, thế nào. Cho nên đấy, có một cái trick nhỏ nhỏ ở đây để các bạn có thể download cái game này, mà trong quá trình download này các bạn sẽ có được cái tốc độ thật của cái mạng của các bạn ấy. Đó là đang download đúng không, các bạn nhớ nhá, đang download là đang chạy này, thế nào, đang chạy vù này, thế nào. Các bạn quay lại cái VPN connect, các bạn đi connect ra. Thế nào? Này, các bạn sẽ thấy cái tốc độ nó lên đúng với cái tốc độ của bạn rồi. Tốc độ của mình là 4.7 nhá. Các bạn hãy để ý nó sẽ lên dần lên thành 4.7 luôn. Đấy. Đang lên nhá, bình tĩnh. Tự nhiên bị gãy phát rồi. Nó sẽ lên lại đúng tốc độ mạng của ta thôi. Nếu đang download nhá. Còn chưa download, chưa tiến hành download thì các bạn không được tắt đi thôi nhá. Đó, mình sẽ là 4.5 này à? Mình nhớ là 4.7 cơ mà. À lên rồi này, 4.6 rồi. Đó. Còn nếu mà mình sử dụng cái VPN của Japan vừa rồi ấy, thì mình download có lẽ chỉ khoảng tầm 3.5 hết cỡ rồi. Thế nào? Còn nếu mình tắt kết nối đi trong lúc đang download nhá, thì mình sẽ được tốc độ thật để của cái mạng mình đây lên 4.7 này. Bạn thấy không? Rồi, chúng ta chỉ được đợi cho nó chạy xong thôi, download xong thôi. Thế nào? Và cái việc này ấy, nó chỉ áp dụng trong lúc mà đang download thôi nhá. Mình nhắc lại một lần nữa nhá, đang download thôi nhá. Và khi download xong thì chúng ta sẽ tiến hành bật lại cái Face IP, được chưa? Được rồi, sau khi download xong thì chúng ta chỉ còn một việc chơi nữa thôi, đúng không nào? Rồi chúng ta chỉ là vào game thôi. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ tổng hợp lại một chút nhá. Đó là để chơi cái tựa game Ring of Elysium đấy, thì các bạn phải đầu tiên là chúng ta phải download, các bạn phải download cái VPN game, chưa nào? Đây là cái giúp các bạn là Face IP để chơi. Và sau đó ấy, thì các bạn lên mở trình duyệt lên, chưa nào? Các bạn mở trình duyệt của các bạn lên, rồi các bạn gõ cái chữ đó là Ring of Elysium, rồi thêm chữ Steam đằng sau này, Enter, xin nào.
thì các bạn đang thấy được cái trang Ring of Elysium on Steam ở đây. Thì các bạn click vào. Thì đầu tiên là nó sẽ chặn IP các bạn đúng không nào? Thì các bạn hãy mở một chi viện nữa lên. Các bạn gõ chữ Hola, gõ chữ này thôi. Chữ Hola rồi. Enter. Sau các bạn vào cái trang đầu tiên, cái trang của chrome.google.com ấy. Các bạn download cái Hola đó về thì nó sẽ được cái mặt lửa như thế này. Thế nào? Đây mình sẽ làm lại phát nữa. Đây này. Ở đây nó có chữ cài đặt đúng không? Các bạn ấn vào chữ cài đặt ở cái góc này, cái xanh xanh ấy, thì nó sẽ lên được như thế này. Sau đó các bạn quay lại trang Ring of Elysium, các bạn click vào Hola, rồi các bạn click vào cái cờ Mỹ nó ở ngay đây này, click vào đó. Thế nào? Sau đó thì các bạn F5 cái trang Ring of Elysium này. Bởi vì nếu mà các bạn vào trang cái store steampowered.com này thôi, các bạn gõ Ring of Elysium ở đây đấy, thì các bạn không thể nào tìm được cái tựa game đâu. Thế nào? Đây, chẳng qua là mình play IP rồi chứ, ở đâu sử dụng Hola rồi thì nó mới hiện ra thôi. Chứ không thì nếu các bạn gõ không ra ấy, thì nó không tìm được đâu. Các bạn nhớ điều đó nhá. Thì sau khi vào được trang này rồi ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đó là Face IP bằng cái VPN gateway. Thì làm các bước như lúc nãy của mình thôi. Thì sau khi kết nối được rồi ấy, các bạn hãy tiến hành download nó như bình thường về là được. Thì trong quá trình download ấy, nó có thể bị gãy kết nối ấy. Thì các bạn cứ nói thế nào nhỉ? Nếu mà nó vô tình bị gãy kết nối ấy, thì các bạn hãy mở ngay lại cái software VPN này, các bạn ấn lại vào đây rồi chọn ngay một cái server mới nhá. Kết nối ngay với một cái server mới để nó tiếp tục download. Thế nào? Thì việc chúng ta fake IP như thế này ấy, thì có nghĩa là chúng ta đi mượn cái server của nước ngoài để chơi game. Thế nào? Có nghĩa là bây giờ ấy, nó vẫn chặn fake IP, vẫn chặn IP Việt Nam. Cho nên là kể cả quá trình download, nói chung là tất cả mọi quá trình, kể cả quá trình chơi game ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải chạy cái IP ảo này để có thể đó là chơi được game nhá. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ phải chọn một cái server. Thì cứ mãi mình chọn cái server Japan đúng không nào? Mình vẫn sẽ chọn server, kiếm một server ra bạn. Đây cái server, một server này vãi lúa vậy. Ping 21 nhưng mà cái lên stick của nó thì ôi đây rồi, cái này kinh nữa này. Rồi mình sẽ chọn cái này nhá, mình sẽ kết nối với cái này để chơi game này. Ok, đó nó kết nối được rồi. Thì các bạn phải để nó kết nối như thế này nhá thì các bạn mới có thể chơi game được nhá, không thì vào game nó cũng chặn IP các bạn luôn. Thế nào, bây giờ mình sẽ vào game cho các bạn coi nhá. Thì mình nãy mình nói đến đâu nhỉ? À, mình nói là chúng ta đang mượn cái server, mượn cái IP của nước ngoài để chơi. Cho nên là đương nhiên rồi, nó sẽ có hiện tượng giật lag, nó không thể nào bằng cái mạng của chúng ta được các bạn ạ. Thì việc chúng ta đi fake IP như này ấy, nó sẽ khiến, chắc chắn là cái tốc độ mà chúng ta có được từ cái server khác ấy, nó sẽ không thể nào bằng cái mạng thực sự của các bạn được. Cho nên là nó sẽ giật, sẽ lag và thỉnh thoảng nó còn bị gãy kết nối nữa cơ. Đó là điều có thể nói rất là khó chịu. Và lúc đó chúng ta sẽ phải ra và kết nối lại. Thế nào? Đây này, do mình chọn server, cái lúc mình chọn server nó khi mà nó đang chạy game, cho nên là bây giờ nó xác định này, server nó không hỗ trợ ở với đất nước của các bạn nên ít game vào lại. Cái này thì vẫn đang chạy, kết nối server Japan. Sao tắt rồi mà? Thì Steam này thì khoảng ít game nó hay như vậy. Việt Nam chắc cũng chơi nhiều hack quá, nổi tiếng thế giới cho nên là nó chặn IP luôn. Đây game đang chạy các bạn. Rồi này, khi mà nó chạy cái phần trăm này có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành rồi. Ở đây thì các bạn ấn đâu nhá. Rồi ấn I agree. Ở đây là công đoạn thiết kế nhân vật. Đến đây là chúng ta có thể vào chơi game rồi đấy. Thì cái server này vẫn chạy ổn định như thế nào. Server chúng ta đang ké server Japan này. Thì như mình đã nói, nếu mà nó bị gãy giữa trường ấy, thì chúng ta ra và ấn vào đây, chọn một server Japan khác. Rồi kết nối rồi lại chơi tiếp chưa nào. Cái này bắt buộc phải mở nhá, không tắt được nhá. Ở đây mình chọn nhân vật đó là nữ nhá. Mấy cái game tàu thì khỏi nói rồi, bọn họ rất là nổi tiếng trong cái thể loại đó là MMORPG hay là cái thể loại game tiềm vai ấy. Cho nên công đoạn thiết kế nhân vật của họ có thể nói rất khó, mà có cái đất nước nào cái nền công nghiệp game nào có thể so sánh với Trung Quốc. Các bạn thấy không, nhân vật nữ thì xinh vãi chưởng luôn. Sổ rồi như hot girl vậy. Ui, kinh rồi. Được rồi, ở đây thì phần thiết kế, nhưng mà thiết kế mặt của các bạn thấy không, thiết kế rất là chi tiết luôn. Các bạn có thể làm cho lông mày nó ra xa hay gần thế nào, rồi mình sẽ để mặc định nhá. Còn các bạn làm thế nào thì làm nhá. Với công đoạn này mình tin là với nhiều chức năng như này nó sẽ rất là lâu. Mình sẽ em xin quá còn con người mắt này, còn cả mắt to nhỉ, là màu mắt này, sổ rồi. Đang làm cho cái mắt nó nhìn nó
xuống một màu thôi, nó đẹp. Size to hết cỡ rồi. Gì vậy? Cắt tóc à? Tóc nào cũng đẹp các bạn ạ. Công nhận cái vũ thiết kế nhân vật của tựa game này chất lượng rồi. Vào game nhìn có biết thế nào nhưng mà thế này thì tuyệt đấy, đúng rồi. Hay để tóc ngắn nhỉ? Tóc ngắn với tóc búi này. Phải để tóc ngắn đi nhá. Tóc ngắn nhìn xinh hơn đấy. Khuôn mặt cũng phải để cười cơ. Úi dồi. Sao rồi? Có để cười đi nhỉ? Complete. Ở đây mình sẽ đặt tên đó là Griffith. Đây là công đoạn đặt tên. Đặt tên dùng trùng không? Ồ, bị dùng mất rồi. Mình sẽ Griffith 19 nhá. Được rồi, như vậy được rồi. Cái gì à? Chơi kin nữa. À, cái này điểm danh à? Thôi check thôi. Đây bộ hồ. Bây giờ thì chơi thế nào nhỉ? Game này thực sự là mình không chơi chưa các bạn? Mình chưa chơi bao giờ luôn. Static Leaderboard và mấy anh tàu đứng top rồi. AS server, còn NA server đây. Ui Chinese đứng top NA server luôn. Nít NA Vào không đồ à? Không có đồ, à nhưng mà đồ là đồ khóa à. Cái này chắc là cũng phải có hệ thống loot box nhỉ. Sao rồi? Chơi người rơi. Ta chỉ có đồ mặc định nữa các bạn ạ. À. Còn những đồ này chắc là còn lâu thì mới ra mới có thể dùng được cuộn. Sao rồi, nhìn đẹp không? Chưa chưa? Thủ game này chắc đấy. Đồ đẹp vãi chưởng luôn. Nhân vật nó đẹp rồi cho nên là mặc cái gì nó cũng đẹp thật. Nhưng mà sự là đồ này nhìn cũng màu cũng đẹp rồi. Màu mượt thật. Khẩu trang này. Nhưng mà toàn là hàng khóa thôi, chúng ta không dùng được các bạn. Chưa mở khóa. Chắc là phải mở hòm mới được. Wow. Đây đúng rồi, mua hòm mới được rồi. Mua hệ thống hút máu riêng đúng không nào. Nhưng mà game này free to play cho nên là cái hệ thống hút máu này nó cũng không quá đáng lắm. Bây giờ thì làm sao để chơi nhỉ? À play đây. Chơi về máy à? PvP à? Đó là solo duo squad third person. Có cả góc nhìn thứ nhất nữa này. Mình sẽ chơi góc nhìn thứ nhất nhá. Và chế độ sẽ là squad stun mapping. Đây rồi các bạn ơi. Chúng ta có thể vào và chiến được cái tựa game ROE rồi. Mình chiến thử cho các bạn coi một trận nhé. Nhanh nào, 99% thôi. Waiting for player. Thế như mình đã nói, chúng ta đang chơi nhờ một cái server ở Nhật Bản. Đây là đương nhiên nó sẽ lag hơn rất là nhiều so với cả bình thường các bạn. Hơn nữa thỉnh thoảng chúng ta còn sẽ bị gãy hồi nữa cơ. Điều đó chúng ta phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái server ở nước ngoài nên chúng ta không thể nào mà kiểm soát nó được. Cái gì đấy? Chọn chỗ để hồi sinh à? Click on the map to show your starting point. Đây. Đây là bọn nó đang pick chỗ này. Mình sẽ bay một chỗ nào đó xa xa một tí. Tại game này mình chưa biết chơi. Mình cái máu lửa ấy nhỉ. 6 thằng nhập chỗ rồi. Liệu tem up không đấy? Này cơ chế nhảy dù của nó là sẽ đâm thẳng vào đúng chỗ chúng ta chọn luôn này. Hay sao nhỉ? Tò mò phải đấy chứ. Rồi, bắt đầu nào. Cái gì đó? Breathing mask, à lớp mask. Rồi, giờ mới bắt đầu rồi. À, chúng ta rơi thẳng vào chỗ mà chúng ta chọn đúng các bạn ạ. Không có chế độ nhảy dù ở đây. Ở đây chỉ có mình thôi, cho nên mình không lo lắng lắm. Vui M4 và đây là S12K. Đúng rồi, S12K shotgun các bạn ạ. Cái này chỉ có một chế độ am thôi. Đây là mũ này.
Đây là MP5 à? Tôi sẽ lấy hết. Ủa, khó khăn lấy gì mà tận 128 viên cơ? Đồ họa nhìn khá là mượt các bạn ạ. Hiện tại thì đang chơi bằng loa nhé các bạn. Cái này là đạn 7 à? Cái gì đây? Shotgun à? À. Scope này. Cái này gì đây? Cần chú am holographic à. Mình nghe nói có cái chức năng thay thế scope rồi đây về thay scope rồi đây scope 2 yeah được rồi xem map nào cái này không có bo à thế thì bao giờ mới gặp được người what the heck nhìn có cửa đâu nhỉ. À, chiều rồi. Cái gì đây? À, ba đết. Nhưng mà mình kiếm thêm gì nữa nhỉ? Cái gì đây? Compe sniper à? Compe là giảm giật đấy các bạn. Giảm cái độ giật của súng xuống. Mũ này là mũ mấy nhỉ? Cái gì vậy? Có hai đồng chí lên đường rồi kìa. Bắn đấy, đặt thêm nào. Cái này là à, con pe của AR. Ôi cầm đây. Lát kiếm được khẩu súng AR thì tờ khác. Hình như chỉ có một loại mũ thôi các bạn ạ. Chả giật cái gì cả. Đây rồi, mình sẽ bỏ shotgun đi nhá. Mình lấy AK. Tay cầm này. Cho shotgun này. À đây, mình lắp vào rồi mà. À, có pe của SMG này. À, Phước E kit này. Silent này. Machine gun. À, của SMG luôn. Ở đây con pe nhỉ. Được rồi, làm sao lại phải chạy bo nhỉ? Đây, bao giờ mới gặp được người? Mới chưa gặp được ai cả. Cái này là can xăng à? À không phải, Phốt Đại Kít. Recoil. Kiểm soát recoil. Đạn xanh này sấm mốc này đạn gì đây đạn 0.45 này. Đi đâu kiếm người à cái gì á bắn thử phát nhá các bạn không có giật các bạn ạ à. Không phải kéo chuột một chút. Cái này game này bắn dễ nhỉ, không quá khó. Còn 40 người, nãy giờ mười mấy đứa chết rồi.
Freerun à? Vấn đề là đi đâu đây? Làm sao để tìm được người ạ? Chắc cái game này nó phải có cái giới hạn gì đó ấy. Để bó buộc những người chơi khác lại với nhau ấy. Cái gì á? What? Cáp treo à? Cái này là cái gì ạ? Flat Hider Sniper. Ơ, sao mình AT tab ra ngoài rồi? What the fuck? Ship tab à? Giáp này là giáp mấy ấy? Game này chỉ có một giáp và một mũ thôi các bạn ạ. Không có giáp 1, giáp 2, giáp 3 gì cả. Ơ, súng gì đây? MK12. Nhạn này. Ôi ôi, xin ta hoài vậy. Súng là súng M4A1 rồi. Ôi. Tạm biệt. Bạn đã lấy cái tay cầm vào cái lòng rồi. Lấy thêm đạn. Số 1 đi. Có người trong đấy không nhỉ? Đây nào. Ở sao cái này nó lại sáng lên vậy? Hay đó là khu vực ngoài bo nhỉ? Nhìn người hơi khó đấy. Đấy là mình vẫn chưa gặp ai cả. Giờ mà chạy lên quanh quanh rồi bị bắn trộm phát thì cay lắm nhỉ. Chạy từ đầu game quên không gặp được ai, cuối cùng bị bắn trộm chết. Còn 33 người nữa các bạn. Cái kia cứ chạy lên chạy xuống kìa. Chứ có người không nhỉ? Tìm người nào. Đọ súng thử bán được sao? À đây rồi, nghe tiếng đạn rồi. Chắc là khu nhà này. Đúng rồi các bạn ạ. Có xe giữ được này. Vứt giày ra để nó giảm bớt cái âm thanh. Chạy này lỗ nhỉ, tám tuyết là tuyết. Người mình để đen thui. Rồi, có người ai ta? Lên quanh chỗ này cho an toàn một chút. Chứ thứ hai nhỉ? Ra vào trong nhà thám hiểm luôn. Thời điểm tại thì mình đang chơi bằng loa cho nên là mình sẽ bị bất lợi về cái việc nghe tiếng chân các bạn. Thế là vào nhà là cái điều mình không thích cho lắm. Thế nào ta? Ra ta bắn trộm phát nào. Gì vậy? Ra nó trốn ở đây, phải lúa thật.
Nhưng mình bỏ lỡ cái xe các bạn. Rồi. Sao nó lên được đấy nhỉ? Giờ vào đây mình lại không thuộc nhà nữa. Vào kiểu gì cũng mất lợi cả. Ôi, chuột được thượng sách. Bây giờ là... Nó bò lên đây à? Hay là... đúng không nhỉ? Hình như là đúng rồi. Chúng ta phải di chuyển ngay thôi. Không còn thời gian ở đây để mà đú đú đẩn nữa. Ô, lái xe là thấy có gì thứ ba à? Này, phải đi thẳng nhiều này. Nhưng mà mình chết đâu. Cái này thì nó đang đi trên đường để bị bắn dụng nhỉ. Còn hai đứa tới bàn tay to rồi. Ôi bo kìa. À mình đi nhầm đường rồi. Ui tụt máu nhanh nhé. Giờ đi cứ lo bị đứa nào nó bắn. Đây thẳng đường này có lẽ sẽ gặp lại cái xe lúc đấy. À cái xe trước mặt mình này các bạn. Đã thôi. Đi. Có bao rồi. Xe nó tới à? Nó vẫn chạy được các bạn ạ. À thấy người này. Mình sẽ lại gần hơn một chút. Bởi vì không quen bắn xa lắm. Đừng biết độ đạn rơi như thế nào cả. Ơ nhưng mà bo đang tới. Nó thấy mình rồi các bạn. Ở đây. Ôi. Có vẻ mình bắn hơi gà rồi. Ủa rồi, đổi chỗ, đổi chỗ, đổi chỗ. Sao lại thấy nó nhỉ? Nó đâu rồi? Thế nó núp núp một tí á. Giờ đất chật người đông rồi. Nghe tiếng đạn không thấy đâu các bạn ạ. Mình giết cái đứa bên phải chưa?
À ngoài bó này. Hey, được một kill. Cảm ơn nha. Easy. À thấy đó kìa. Hi, được 2 kill. Vậy là clear được cái khu vực bên góc này rồi. Trận đầu tiên chơi top 10. Ô oh. Vãi lúa rồi, có một thằng ngay đây thì không biết. Nó vẫn ở trong hòn đá đấy các bạn ạ. À chết rồi kìa. He he. 3 kill. Cái hòm ở đây đâu nhỉ? À đây à. May quá tự nhiên nhìn lên hướng đấy thấy nó. Mũ, áo. À có 4 này. Mình sẽ lấy thêm tí đạn. Đạn xanh nha. Máu nha. Đạn đây nha. Machine gun, sniper mình sẽ bỏ rất là nhiều. Đi nào, 300 viên đạn xanh. Bắn gãy súng rồi. Top 7 rồi anh em ơi, top 10 rồi. À, thay cô bố lên nhòm. Ngon, ngon chết hẳn. Anh lại ấn nhầm rồi. Ê, ê, ấn nhầm rồi. Trời ơi. Mình ấn nhầm alt tab qua ngày rồi. Mà vào game lại nó bị làm sao này. Trời ơi. Sao rồi, game 10 của tôi. Thôi xong rồi các bạn ơi. Mình bị đen màn hình rồi. À đây rồi. Shift tab. Có bắn nhau kìa. Nó không bo nữa à. À 6 giây nó bo kìa. Lon nước đâu nhỉ? Uống lon nước cho nó đầy máu à? À không uống nước à? Ơ quấn cái này đầy máu được à? Giờ mình biết đấy. Ơ nó thả hòm kìa, nghe chữ hát kìa. Đâu nhỉ? Trực thăng là cái gì ấy? Hay là ai đến được trước trực thăng? Đây, có lẽ mình bắn rồi. Đến chỗ trực thăng này là thắng à? Phải vậy ông nhỉ? Năm đứa nữa. À thêm người. Lên được máy bay là thắng rồi các bạn. Phải không các bạn? Cái này thì mình không biết, mình chưa chơi game này bao giờ cả. Attention everyone, this helicopter will only stay for a short period of time. There are 4 seats, please board as soon as possible. I repeat, there are only 4 seats, please board as soon as possible. Nói cái đéo vậy. Lên nhiều chạy ra không nhỉ? Cái này tiêu diệt hết tất cả. Khó nghĩ quá. Mình chưa chơi game này bao giờ cả. Ấy à, hô cho mày. Vừa ạ. Chơi đi em. Làm bắn anh.
Thôi xong sập rồi, trời ơi, có thằng nghe sau đít mình không biết. Vậy là sao nhỉ? Nên lên cái máy bay đó hay là thế nào ta? Cái này khó nghĩ quá. Được rồi, đó là một game của cái tựa game Ring of Elysium chưa nào. Game này mình không biết chơi, cho nên là mình xử lý mấy cái tình huống này nó cuống cuống quá. Ở đấy mình cứ lấn ga lấn cấn, không biết nên lên máy bay hay là thế nào. Nó ủi 0%. Hay lắm. À nó chạy rồi này. Như vậy là cái server mà chúng ta đi ké nó vẫn còn sử dụng được các bạn ạ. Mình sẽ thoát game ở đây nhá. Sao thoát game nhỉ? Được rồi. Đó là cách cài đặt cái tựa game Ring of Elysium cũng như là một phần gameplay của cái tựa game này. Các bạn thích game thì có thể download về chơi nhá. Nó hoàn toàn miễn phí thôi. Thế nào? Game chơi giống với cả PUBG. Thì mình đã hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn download thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.